Sau khi đã được xem tất cả hình chụp, các thành viên sẽ bầu chọn hình của cặp đôi nào là đẹp nhất. Đầu tiên thì đội của mình chọn sao với Kiến nha. Thank you, I love đội you. Đội của em cũng chọn anh Duy Anh với lại chị Hằng. Đúng rồi, hai tấm rất đẹp. Đội em thì chọn tấm hình của Kim với lại Khoa. Vì rất là cặp đôi. Không, cặp đôi tới mình đúng không? Mình chọn cặp của Duy Anh với lại Hằng. Tại vì ở trên hình đẹp quá. Dạ, đẹp. Đẹp hả? Thank you. Đẹp. Như vậy là cặp đôi Duy Anh và Hằng đã thắng cuộc với hai bình chọn. Ok. Chúc mừng hai bạn. Tạm biệt quảng trường Lâm Viên, các thành viên lại tiếp tục chuyến đi của mình. Kìa. Có khi nào? Nó nhiều quá. Duy Anh nó tẻ nhiều hướng quá, làm sao biết được ai. Khoa với anh là hai người khó. Quả thật, những mối quan hệ giữa bộ ba Kim, Duy Anh và Khoa rất rối rắm. Trưa hôm ấy, Hằng và Duy Anh nhận được phần thưởng dành cho cặp đôi thắng cuộc trong cuộc thi chụp ảnh đôi sáng nay. Đó là một cuộc hẹn lãng mạn trong phòng trà hình cầu trong suốt với combo đặc biệt trong thực đơn của Orion Boutique Resort. Cái này là phần thưởng đúng không? Thưởng cho người thắng cuộc. Ok. Sao cười. Cái này uống được không? Uống được. Uống đi. Cái này uống á. Dạ. Trà mà cũng vô nữa. Bền đặt nữa. Đáng quá. Thì lúc đó không có cảm tình với Duy Anh lắm. Không có cảm tình. Ghét mà. Ừ thì có một chút đó. Nhưng mà sau đó thì sau khi nghe Duy Anh tâm sự về những chuyện cũ á. Và thấy cái cách Duy Anh đối xử với mọi người. Nói chung là cảm giác Duy Anh sống khác so với vẻ bề ngoài của mình á. Một người không dễ hiểu đâu. Nhìn có thể là cười nói vui vẻ tự nhiên rồi đó, nhưng mà nội tâm nó có cái gì đó nó hơi khác. Và Duy Anh có những cái điều mà không nói ra được với người khác. Một người không phải nói nhiều mà ít nói, rất ít nói. Thế là thử muốn nói chuyện xem sao. Vì từ bữa giờ thì hai đứa toàn là cãi nhau á. Thì mình nghĩ là nên có một buổi nói chuyện trước khi kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Ok. Bây giờ anh đút ra hàng ăn không? Đút à? Có sợ tiên ghen á? Không. Phát sóng lên chương trình tiên ghen ấy. Tiên sẽ không ghen. Tiên cũng thích Duy Anh mà. Nói chung là có cảm tình chứ mà thích. Thế Duy Anh thích Tiên hả? Sao vậy? Chưa thích ai hết. Chưa thích ai hết á? Chưa có một cái gì làm cái điểm nhấn mà gây sự chú ý với mình ấy. Còn riêng Hằng thì thích có anh. Cảm tình với Khoa. Nhìn là biết mà. Khoa rất là hợp với gu của Hằng á. Rất là thú vị. Ở bên cạnh Khoa cười rất là nhiều á. Nhưng mà có một cái giống như là Hằng, cái bản tính của Hằng là một người thích chinh phục. Và Khoa là một người rất khó. Nếu như Hằng chưa có người yêu, chắc chắn Hằng sẽ dùng hết mọi mọi thứ để chinh phục được một người. Nếu ví dụ phục, nếu ví dụ Hằng là cặp đôi bí ẩn. Hằng là cặp đôi bí ẩn? Và người yêu của Hằng nghe được Hằng nói câu này á, thì đâu Hằng là người yêu của Hằng có chạy lòng không? Thì nếu Hằng là cặp đôi bí ẩn và người yêu của Hằng nghe được câu này thì không chạy lòng đâu. Tại vì người yêu của Hằng là người yêu hiện tại. Còn Khoa chỉ là một người, nếu như người yêu của Hằng chưa xuất hiện thì mới có Khoa. Thì Hằng không muốn làm người yêu Hằng buồn á. Đúng không? Hằng là một người đề cao sự trung thủy mà. Tuyệt đối trung thủy. Nha. Chiều nay, các thành viên sẽ được tham dự một buổi trình diễn ca nhạc. Thế nhưng, chờ mãi mà vẫn chỉ có 4 thành viên, các bạn còn lại chưa thấy đâu. Chờ một lúc rồi các bạn có mặt trên xe cũng phải xuất phát để không trễ giờ buổi biểu diễn. Xe ra khỏi cổng rồi, các bạn còn lại mới chạy ra, nhưng không kịp nữa rồi.
Đi với. Ôi dồi, đi không nhìn lại liền nha. Thôi rồi, hai người đi cà phê đi, hai chị em tôi về ngủ. Thiệt luôn á, đi về ngủ. Đúng rồi. Ủa, làm thay đồ make up các thứ đã rồi giờ không được đi chơi là sao? Nhìn mất cười mà trong lòng mình đau á. Thiệt luôn á chị. Cười mà trong lòng mình đau á. Không nghĩ lên tới Đà Lạt này rồi mà không được đi cà phê chơi ngắm hoàng hôn mà. Rồi đi. Em tưởng tượng là hoàng hôn sẽ đẹp lắm, mình sẽ chụp tấm hình thiệt là show deep để đâu. Nhưng cuộc what the hell? Trời, chú làm cháu sợ hả? Vô chặt nữa tại vì Chiến là tỏ tình với Kim. Ủa? Vậy hả? Thiệt đúng hả? Cho nên chú vô chú giả bộ chọc Chiến trước để giống mồi dành Kim vậy đó. Chiến muốn nói chuyện với chị Kim đúng không? Kim có câu hỏi nào muốn hỏi Chiến không? Khoan đã nói vụ này trước đi ha. Nói đi. Nói vụ... Đang nói vụ anh Duy với lại Sa nè. Sao ấy là Chiến biết gì hả? Thì không biết gì đâu. Họ đều là diễn viên. Thằng niên kia thì 10 năm rồi, còn bạn này cũng làm nghệ thuật. Nói chung là... Chưa biết được nhỉ. Cho dù có diễn viên như thế nào thì cũng sẽ có sơ hở. Cho nên đó thì giống như cái lần đầu mấy người mẹ gọi cái kiểu với Kim đó tỏ nhau mẹ gọi. Con nói cái này nè, con quen người yêu mới rồi á, tên gì ạ? Kim. Đấy thì lần đấy thì tôi cũng cảm thấy là bạn này cũng diễn quá nè. Nhưng mà Chiến thích Kim mà. Cái gì? Nhưng mà Chiến thích Kim thật mà. Ủa, đang tỏ tình hả? Không có tỏ tình đâu, nói chuyện vui thôi. Vui thôi. Rồi hồi nãy Chiến hỏi là có câu hỏi nào anh hỏi cho. Có câu hỏi nào muốn hỏi Chiến không? Không biết về Chiến không? Tại vì tôi cũng không có... Không biết nói gì mà kiểu... Không biết hỏi gì. Ở nhóm kia, các thành viên đã đến Lulu Lola Cafe. Lulu Lola. Không gian ở đây được tính toán, thiết kế một cách kỹ càng, tạo nên khuôn viên đắt giá. Các bạn đến vừa kịp lúc bắt đầu buổi biểu diễn acoustic trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Đây quả là lúc thích hợp để lưu lại những bức hình ghi dấu kỷ niệm đẹp nơi đây. Chưa, anh Chiến có nói với em là anh thích đi hát, nghe hát acoustic. Anh Duy cũng muốn hát. Thấy thương thật sự. Cái lần đầu tiên mà mình nói chuyện với nhau á. Lần buổi tối hôm đó à? Có cái gì là giả không? Đương nhiên buổi tối hôm đó có yếu tố giả. Nói thẳng luôn là có yếu tố giả. Bây giờ đã nói như thế này thì không cần phải che giấu gì nữa cả. Biết mà. Nhưng tình cảm là thật. Cách thể hiện là có một số chuyện nó giả nhưng mà tình cảm là thật. Bởi vì cái kịch bản nó mình lên rồi mà mình có nghĩa là khi mà Chiến hẹn Kim ra là Chiến đều chuẩn bị hết là mình sẽ làm gì. Thôi, nếu như nói ra cái này, nếu như Kim mà có tình cảm với Chiến thì Kim sẽ tha thứ, mà nếu như không có thì không tha thứ cũng không sao, bởi vì mình nghề nghiệp của mình. Kim có, ấy là bây giờ Chiến sẽ nói ra luôn hay là Chiến? Chiến nói ra luôn. Có nghĩa là Chiến hay thả thính á, hay thả thính mấy bạn nữ để vui rồi á, chứ không có tình cảm đâu đâu. Thả thính chỉ để giao tiếp thôi, chứ không có phải là để tỏ tình với người ta, để yêu đương. Thì Chiến tỏ tình với Kim bây giờ mới ngày thứ hai mà cầm bông lên
lên rồi làm setup một cái phòng thì nó sẽ rất là kỳ, và làm sao mà có thể làm được như vậy, nó rất là không hợp chút nào. Cho nên lái kịch bản là gọi mẹ luôn để mà nói thẳng ra cái việc là mình thích cái cô gái này. Tại sao mình không làm những cái việc khác mà mình gọi mẹ? Mẹ là một người rất là thân thiết với mình. Lúc đó ai gọi vậy? Nhưng mà mình... Lúc đó ai gọi? Từ từ nghe kể à chứ. Nhưng mà mình đưa mẹ ra có nghĩa là mình rất là nghiêm túc về cái mối quan hệ này. Cho nên mình mới gọi mẹ, chứ không mình gọi bạn cũng được mà. Alo, mày hả? Tao có người yêu rồi, tên là Kim, dễ thương lắm. Mày có muốn gặp không? Chiều mai tao dẫn đi gặp. Đó, thì đó là cũng là một cái kịch bản. Okay. Thì nhưng mà chứng không chọn như vậy, chứng chọn mẹ, chứng tỏ là chứng rất là nghiêm túc với Kim. Thì chỉ có cái tình huống đó là giả, còn tất cả mọi thứ đều là thật. Tình huống gọi mẹ là giả, tất cả mọi thứ đều là thật. Bây giờ có người thứ ba nhà là Khoa. Nếu như mà Kim mà không có thân thiết với Khoa như vậy thì tự nhiên thì tại bởi vì Kim cứ thân thiết với Khoa như vậy cho nên là Chiến hơi buồn, bởi vì cái người con gái mình thương lại chả bao giờ hỏi han quan tâm gì tới mình. Ôi không nha, tôi có hỏi han nha. Hoàng ít là... cảm nhận gì tới mình mà lại cứ trêu đùa với lại nói chuyện trò chuyện với người khác, rồi kêu rồi sao nữa nhỉ, rồi ngồi trên xe thì vòng qua vòng lại kêu tựa vào vai Chiến này cho nó khỏi bị té xuống, cũng chả nói gì luôn. Không, Kim nói là thôi Kim dựa ra sao ngủ được rồi. Hình như trong trí nhớ của Kim không có đoạn ký ức này. Kim giơ tay ra đi. Giơ tay ra hả? Ừ, Chiến có thể xem được chỉ tay á. Wow, tay phải đúng không? À, tay hơi lạnh nha, bởi vì hồi nãy giờ tay Kim lạnh lắm, tay Kim nào khi nào cũng lạnh hết á. Nóng. Tay Kim cũng tay Kim cũng lạnh. Thì sao vậy? Thì bây giờ Chiến sẽ nói, nếu như mà Kim đã nói như vậy thì Chiến cũng sẽ nói thẳng luôn là. Ủa khoan, sao tôi đưa tay dễ dàng vậy? Khoan tôi có chuyện gì? Kim, tự nhiên. Đây là một món quà mà Chiến dành cho Kim. Ok, còn đây là món quà mà Chiến tặng cho Kim. Có lẽ... Có được nhìn không? Hay nhắm mắt hay là... Nhắm mắt đi ha. Rồi ok, mở đi. Bỏ vô đi. Thật ra nãy giờ cầm tay Chiến là một món quà chứ có tặng gì đâu. Là sao? Nãy giờ cầm tay như thế này là một món quà rồi đó. Không đùa đó. Lấy ra cỏ đi. Ok. Cái con mèo hôm qua mua đúng không? Tôi nhận ra nè. Thì tại sao lại mua con mèo này thì chắc Kim cũng là biết. Con mèo này tại sao ta? Kim thích mèo đúng không? Không thích thật á, không thích. Không vỡ chị vì... Thật ra tôi thích chó. Thật ra thì cái hình xăm đúng không? Nhưng mà thật sự thì... Chứ cực kỳ thích những cái lúc mà người ta mà nhận ơn mình và cảm ơn mình. Cho nên Chiến thích cho đi hơn là thích nhận lại. Vậy Chiến dễ bị tổn thương lắm á. Chiến đã tổn thương rất nhiều rồi. Tổn thương thêm một lần nữa cũng không sao.